Ngày 9 tháng 11 hàng năm là ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây cũng là ngày bản hiến pháp đầu tiên được thông qua, hiến pháp năm 1946. Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam năm nay, Ninh Bình đã có nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực và hiệu quả nhằm tôn vinh hiến pháp, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người. Một trong những điểm nhấn nổi bật trong chuỗi các hoạt động Ninh Bình triển khai chính là việc tổ chức thành công hội thi hòa giải viên giỏi các cấp. Trong đó, tại hội thi hòa giải viên giỏi toàn quốc vừa diễn ra, đội tuyển Ninh Bình đã xuất sắc giành giải ba. Thông qua đó đã tạo diễn đàn giao lưu, học hỏi, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho các hòa giải viên, đồng thời tuyên truyền cung cấp kiến thức pháp luật một cách dễ nhớ, dễ hiểu và sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân. Cùng với đó là tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu hiến pháp năm 2013, bộ luật dân sự năm 2015 và nhiều hoạt động tuyên truyền phong phú khác. Trong những ngày tháng cao điểm hưởng ngày pháp luật Việt Nam, thì ngành tư pháp tỉnh Ninh Bình đã tham mưu cho Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh và chúng tôi cũng tham mưu cho Ủy ban tỉnh ban hành các cái kế hoạch, văn bản hướng dẫn chỉ đạo các ngành để thực hiện cái ngày pháp luật Việt Nam. Và chúng tôi cũng có những cái hành động, các cái hoạt động cụ thể trong ngày pháp luật Việt Nam như tổ chức 4 cái hội nghị lồng ghép, trang treo các cái băng rôn khẩu hiệu và làm các cái bài trên trang thông tin về cái phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh. Bên cạnh đó, tại các địa phương, công tác nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở và tuyên truyền giáo dục pháp luật cho nhân dân cũng được chú trọng với nhiều cách làm hiệu quả. Các hòa giải viên đều được sự quan tâm trong tham gia các cái lớp tập huấn của sở cũng như là của Ủy ban dân thành phố, thì công tác hòa giải cơ sở trong những năm gần đây thì đã đạt được những cái kết quả rất là đáng khích lệ. Việc hòa giải các cái mâu thuẫn ở dưới cái địa bàn tổ dân phố thì là cũng đã đạt được kết quả cao. Để chào mừng ngày pháp luật Việt Nam thì thời gian tới cũng như là thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền trên các cái phương tiện thông tin đại chúng, mà đặc biệt là ở trên các cái loa truyền thanh của thôn thì chúng tôi cũng đã tổ chức hàng ngày là mở các cái phát thanh các cái tin bài về các cái tuyên truyền về pháp luật. Và hướng tới đây sẽ là ngày đại đoàn kết thì chúng tôi cũng lồng ghép vào đấy sẽ có những cái tiểu phẩm, những cái vở kịch cũng như là sẽ có những cái bài tuyên truyền để bà con của chúng ta dễ gần gũi và dễ tiếp thu. Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023 có chủ đề tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, tăng cường công tác truyền thông, phản ánh chính sách, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực của các cấp các ngành, đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Với việc triển khai linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn của mỗi cơ quan đơn vị địa phương, ngày pháp luật đang dần thấm sâu vào các hoạt động của đời sống xã hội, trở thành sự kiện chính trị, pháp lý, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh.